Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, những người hút thuốc lá có nhiều nguy cơ mắc COVID-19 nặng hơn so với những người không hút thuốc lá. Để tự bảo vệ mình khỏi COVID-19, hãy ngừng hút thuốc lá ngay bây giờ. Thông tin được tổng hợp từ trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Hút thuốc lá làm tăng nhiều lần nguy cơ mắc COVID-19. Phát hiện này được công bố mới đây trên tạp chí Sức khỏe vị thành niên đã thúc đẩy các nhà lập pháp ở Hoa Kỳ yêu cầu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ xóa sổ thuốc lá điện tử trên thị trường cho đến khi cuộc khủng hoảng COVID-19 kết thúc. Nghiên cứu này được thực hiện sau khi một nghiên cứu của Trung Quốc cho thấy những người hút thuốc bị nhiễm COVID-19 nặng hơn và phải nhập viện thường xuyên hơn. Kết quả cho thấy, những người dùng thuốc lá điện tử và hút thuốc lá điếu có các triệu chứng COVID-19 bao gồm ho, sốt, mệt mỏi và khó thở cao gấp 5 lần so với những người không bao giờ hút thuốc. Những người trẻ tuổi sử dụng cả thuốc lá điện tử và thuốc lá điếu có nguy cơ được xét nghiệm COVID-19 cao hơn 9 lần so với những người không sử dụng. Nguyên nhân hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc COVID-19. Hút thuốc lá làm suy yếu chức năng phổi, làm giảm khả năng đáp ứng của cơ thể với các bệnh nhiễm trùng và ức chế miễn dịch. Do đó, những người hút thuốc dễ bị viêm phổi do vi khuẩn và virus, bao gồm cả COVID-19. Hút thuốc lá làm tê liệt và thậm chí giết chết các nhung mao trong phổi. Khi không có các nhung mao này, người hút thuốc đặc biệt nhạy cảm với COVID-19. Chức năng phổi suy yếu khiến cơ thể khó chống lại SARS-CoV-2 và các bệnh khác. Các nhà khoa học cũng lưu ý rằng khả năng thanh thiếu niên dùng chung thuốc lá điện tử sẽ cao hơn. Nếu một người bị nhiễm bệnh, người tiếp theo sử dụng thiết bị có thể hít phải các hạt virus vào sâu trong phổi của họ. Hơi thở ra cũng có thể chứa virus và có khả năng lây nhiễm cho những người xung quanh. Hút thuốc lá có thể làm lây truyền COVID-19 trong cộng đồng. Theo ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế, hút thuốc lá làm lây truyền COVID-19 trong cộng đồng. Cụ thể, hành động đưa ngón tay lên miệng khi hút thuốc làm tăng nguy cơ lây truyền nCoV từ tay lên miệng. Sử dụng chung các dụng cụ hút thuốc như thuốc lào, ống điếu, ống tẩu cũng làm nguy cơ lan truyền virus trong cộng đồng. Thực hư virus SARS-CoV-2 sợ người hút thuốc lá, thuốc lào. Nhiều người dân Trung Quốc đang lan truyền bài viết trên mạng xã hội WeChat khẳng định những người hút thuốc lá thì khó bị nhiễm virus gây viêm phổi cấp hơn so với những người không hút thuốc. Tuy nhiên, ngay lập tức, hàng loạt các chuyên gia y tế đã lên tiếng bác bỏ kết luận này, khi cho rằng đây chỉ là một tin đồn được thêu dệt trong bối cảnh khủng hoảng dịch bệnh viêm phổi chưa có lối thoát. Hiện tại không đủ thông tin để xác nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa thuốc lá hoặc nicotine trong phòng ngừa hoặc điều trị COVID-19. Bỏ thuốc lá để giảm nguy cơ mắc COVID-19. Đại diện Bộ Y tế cho biết thuốc lá giết chết hơn 8 triệu người trên toàn cầu mỗi năm. Hơn 7 triệu ca tử vong này là do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu là do những người không hút thuốc tiếp xúc với khói thuốc thụ động. Hút thuốc lá là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp. Tổ chức Y tế Thế giới cũng kêu gọi các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và các phương tiện truyền thông thận trọng về việc khuếch đại các tuyên bố chưa được chứng minh rằng thuốc lá hoặc nicotine có thể làm giảm nguy cơ mắc COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, cách chống lan truyền tin giả trong thời điểm dịch COVID-19 sẽ là chủ đề có trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.